Trời ơi, kỳ quá. Ai vậy ai? Đi ra xa. Tại sao đồn vào người ta không vậy? Cô này cứ lờn vờn đằng trước mặt, tôi đụng bây giờ. Kỳ quá, đụng rồi. Ôi trời ơi, ôi trời. Xe đang hưng ca nè, gì mà không thấy đường sao cứ đụng nhầm người ta. Hơi cái cô út khó tánh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng, tôi xin lỗi nhé. Ơ cái ông này vô duyên chưa này, đi thì ông cứ đi chứ sao cứ nhìn người ta. Thôi em đi đâu, đi chỉ cho mau, ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi, kia nhà tôi tới rồi có rảnh mời anh lại chơi. Hơi cô út xinh xinh kia ơi, cho hỏi thăm mấy câu chứ lối nào lên trên lốt nè. Ơ cái ông này vô duyên chưa này, xin làm quen cứ xin chứ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đi xin thua, thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế đấy. Em mới cho anh bên em đôi câu mà. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Này em, sao mà khó tánh thế? Bây giờ nói thật, nhà em đâu leo lên anh đèo? Làm sao mà leo lên được, làm như là chồng người ta không bằng. Không chồng thì là bạn cũng đèo được, có sao đâu. Không có đèo gì hết á, nhà bên kia tóc cầu rồi kìa. Ôi sao mà gần thế? Thôi thì gần thì cứ leo lên được rồi anh đèo. Không có leo gì hết đâu. Khổ quá, cô út này khó tánh quá đi mất. Ông đi xe chi, ông đi xe chi, đi là đi cớ sao mà không ngó chừng ai hết. Tôi đi Honda, xe đang hưng ga nè. Đi mà không thấy đường sao cứ đụng nhầm người ta. Hơi cô út khó tánh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng, tôi xin lỗi nhé. Ơ cái ông này vô duyên chưa này, đi thì ông cứ đi cớ sao cứ nhìn người ta. Đâu, đi chỉ cho mau, ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi, kia nhà tôi tới rồi có rảnh mời anh lại chơi. Hơi cô út xinh xinh kia ơi, cho hỏi thăm mấy câu chứ lối nào lên trên lốt nè. Ơ cái ông này vô duyên chưa này, xin làm quen cứ xin chứ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đi xin thua, thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế đấy. Em ơi cho anh bên em đôi câu mà. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Anh ơi, ơi em chờ anh mấy. Bye bye cái gì đây này, tới rồi mai mốt xe nó lạnh quá đây này, không đẩy với anh. Anh ơi, chờ anh ơi, ôi trời, người ta ngã đây này. Kia nhà em tới rồi mai mốt.